em. Chào cả nhà nhá, đây ạ. Em lên một bộ túi túi để chuẩn bị trả khách. Kích thước lên khoảng 58 với 1m27, bán về 7 cm. Hàng kênh băng và được tay 100%. Siêu siêu mít luôn đấy ạ. Em là bức tường của em nè, em chỉ có thể nhìn thấy kênh băng trên thùng đó. Siêu đẹp, siêu mít và siêu kín. Đó. Bao để cho các anh chị nhé. Kênh băng trên thùng này. Tìm những con cò này, con chiên này, đây, con hoa sắn này, siêu đẹp siêu mít cho các anh chị. Quay hợp dài. Đó. Đây là bức tết nhá. Từ đây ạ, một đôi chim. Đó, anh chị có thể nhìn thấy cánh chim này, con đực mỏng tang luôn. Đấy, rất là có hồn của con cúc này. Đó. Tất cả những cánh hoa vạn dọng ở đây ạ. Đó. Bao đẹp luôn, hàng độc luôn ạ. Bên dưới là một gia đình gà đặc cấp, trình độ nghệ nhân nhé. Đây là cây trúc tên băng, đây là thuốc cây, cả nhà mình có thể nhìn này, rất mong manh luôn đó. Anh chị có thể nhìn thấy là siêu đẹp siêu thích luôn tên băng. Đẹp bao hết cho các anh chị luôn. Đặc biệt là cây chuối nhà em nhé. Đó. Từ cái gân cái rãnh này. Đó. Ở nhà mình có thể nhìn thấy không? Rất là công phu luôn nhé. Đấy. Đây, cảnh mai ạ. Nó đến là mùa xuân. Đấy, một đàn chim của em. Đây là cả nhà có thể nhìn thấy không? Đó, một đàn chim. Chim thủng luôn. Đấy. Bao đẹp, bao mít cho các anh chị luôn. Đây, quay dịch xuống dưới này. Từ những cái cây cỏ này, núi đất này. Và đặc biệt nhá, quay ở cả nhà mình nhìn này. Đây. Ở đây cả nhà các anh chị có thể nhìn cây tùng này. Đấy. Thôi.